Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào cô giáo lớp tiếng Hàn, thầy kính chào toàn thể sinh viên của lớp tiếng Hàn. Thầy rất hoan hỷ có mặt hôm nay cho đại chúng trong cái chương trình của thầy là In Plus với thầy, tức là gỡ rối với thầy. Hôm nay thì cô sẽ đại diện để mà cô hỏi về một cái vấn đề mà nói chung là cũng rất là nói chọn của giới trẻ, là về vấn đề tình yêu. Thì thầy sẽ gỡ rối và thầy sẽ giúp cho mình hiểu hơn thế nào yêu cho nó đúng và yêu thế nào để cho mà có một cái tình yêu lâu dài và bền vững. Thì với cái con mắt nhìn của một người thầy, một người tăng, thì về vấn đề Phật pháp thì thầy sẽ gỡ rối giúp cho các bạn về vấn đề tình yêu, yêu như thế nào cho nó đi đúng lối và yêu như thế nào để hai bên nó có thể bền vững, chứ không phải là yêu mà trong mấy chốc nhóm cứ phải tan vỡ nhiều lần như vậy. Thì hôm nay thì thầy sẽ đến lớp mình để mà gỡ rối và tư vấn giúp cho các bạn về cái vấn đề tình yêu này. Thì xin thầy tư vấn giúp mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn câu hỏi. Cô giáo đại diện cho một bạn ở trên mạng đã hỏi trong cái chương trình In Plus với thầy. Bạn ấy hỏi là tuổi trẻ tụi con nên làm gì để có được một tình yêu bền vững và đẹp. Thì ở đây trong thời gian ngắn gọn, thầy xin chia sẻ với quý bạn trẻ thế này nhé. Chúng ta làm con người á, cái cảm xúc yêu đương của mình nó mạnh lắm. Nếu mình không có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái cảm thọ của mình đó, là nó chạy lung tung lang tang trong đó, nó chạy nhầm các cái địa chỉ là mình đau khổ là chuyện bình thường. Thì ở đây nè, làm sao mà nó bền vững, tình yêu đẹp là nó bền vững, cái gì mà nó chớp nhoáng mà sao đẹp được, cho nên mình nói với đẹp tức là nó lâu dài vậy. Thì làm sao một cái thứ gì đó mà nó lâu dài. Ví dụ nè, ví dụ như đôi dép của mình á, mình chưa có dép mang chẳng hạn, mình đi chân không, mà nếu như chân không của mình mà nó không có vững vàng đôi chân mình bước, thì khi mình mang một chiếc dép cao thấp, mức độ vững vàng nó nhiều hơn hay ít hơn. Nhưng mà tự thân mình sống mà mình không có niềm vui mà mình đi lấy người khác nữa, thì niềm vui đó ít hơn hay sẽ nhiều hơn? Sẽ ít hơn đấy. Mới ban đầu có vẻ nhiều hơn, nhưng mà tự thân mình không có niềm vui, mình đi xin người ta cho hoài, hết vốn còn đâu nữa cho. Hết vốn tới chừng người ta đòi lại lời mà người ta cho mình. Đó là lý do vì sao mà mới yêu nhau thì nó ngọt ngào, nhưng sau đó một thời gian thì lại cự cãi khá là nhiều. Bởi vì tự thân mình không vững vàng với cái thân thọ tâm của mình, cho nên mình đi tìm một đối tượng bên ngoài sống dùng cho cái nỗi buồn trong tâm của mình ấy. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, một ví dụ nữa, giống như chiếc xe mà mình không tự lái, mình nhờ người khác lái, tới chừng họ mệt, họ không còn năng lượng nữa, họ buồn ngủ, thì mình cũng phải lái giùm thôi. Hiểu chưa? Tức là cái xe thân tâm cuộc đời mình phải lái. Nếu tự mình không học cách lái xe, mình chưa có bằng lái xe, mình đi yêu người khác, mình chạy lên cao tốc rồi mình mới học bằng lái xe, hay mình học bằng lái xe trước mình mới chạy lên cao tốc? Học trước rồi chạy hay là chạy rồi học? Chạy mà có môn chạy luôn, bởi vì nó sẽ tông nhau đấy. Tức là mình phải vững vàng, mình phải có niềm vui sống, mình phải có tình yêu với chính cái thân tâm của mình trước. Hạnh phúc trong lòng này mình phải thiết lập trước, bằng không mình sẽ là kẻ ăn xin. Ăn xin gì? Ăn xin yêu thương và hạnh phúc ở bên ngoài kia. Nếu mình nữ thì mình xin đó là người nam, nếu mình nam mình xin đó là người nữ. Xin theo kiểu gì? Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Để chi vậy? Để tôi thay, để đang sống, em ơi có hay không? Hay gì? Hay không? Lòng tôi nó giống như là địa ngục vậy đó. Tôi không có đang mở nụ cười cho tự thân tâm của tôi được, và tôi cần em giúp cho tôi cười, dù là một phút giây thôi. Đó là tình yêu ăn xin. Xin hoài người ta ngán, người ta đuổi mình đi, hoặc là sợ ta chạy bảy làng, bảy xã luôn. Đó là vì sao tình yêu nó không bền vững, các bạn trẻ nhé. Nên trước hết đó, mình mới lớn lên đó, mình đừng có vội vàng lấy cảm xúc, mà cái hormone sinh lý của mình nó ở trên cái trán của mình không nhìn qua nổi cái thế giới tự nhiên như là, mà mình nhìn toàn với cái hormone sinh lý đó. Cho nên mình thấy cái chuyện nam nam nữ nữ, yêu yêu đương đương, tình sát đánh rất là dễ đến, vô chập bồng bột và vô vọc lấy nhau.
mà củi tre đó nó cháy bùng bùng chừng nào thì sao? Tan rất là nhanh. Cho nên khi vừa lớn lên, đừng có tôi đã vội yêu một người. Làm đấy, từ từ. Mình phải là khi vừa lớn lên, xin hãy vội đi vào chùa. Ok, vào chùa để học, để tu, để vững vàng, để biết ít nhiều, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cái thân tâm này. Ok. Mình muốn dùng nó lâu dài, ví dụ như một cái máy vi tính đi, mình muốn cái máy vi tính mình nó chạy lâu dài thì bao nhiêu mình biết về nó thì mình sẽ giữ gìn nó bấy lâu, đúng không? Mình mới lớn lên nó cảm xúc của mình nó dạt dào, ái nhiễm của nam nữ nó chưa có vững vàng, nó chưa có trải nghiệm, nó chưa có sâu sắc, nó chưa có hiểu biết, nó chưa có nắng mưa cuộc đời tôi vữa nó. Nó lấy cái gì đi yêu? Mới có lấy cảm xúc của thân xác nam nữ này đi yêu thôi. Cho nên đâu có cái vốn nào khác ngoài cảm xúc. Cho nên khi nó yêu bằng cảm xúc thì nó rất là vụt chập và nó rất là bồn bột và nó rất là dễ tan dở. Hiểu lý do đó chứ. Cho nên một cây xoài nó mới có lớn lên á, nó chuẩn bị ra nụ là người ta ngắt, ngắt ba mùa như vậy thì để tới mùa thứ tư mới cho nó có cơ hội vững cả cái gốc, vững cả cái thân, vững cả cái lá, vững cả toàn bộ cái chất dinh dưỡng trong đó rồi mới cho nó sinh ra cái lứa đầu tiên. Thì cả cuộc đời cây xoài đó nó mới sum xuê trái được. Còn mình không mới lớn lên cho nó nở ra đầu tiên, cái lứa đầu tiên đó eo ụt và các lứa sau cũng giống như vậy. Cho nên mấy bạn trẻ biết nha, nhất là con gái tụi con phải giữ gìn mình. Quan trọng lắm, hiểu được vấn đề này, anh chọn lựa tình yêu của anh chọn lựa cuộc đời của anh, anh chọn lựa hạnh phúc của anh, được thôi, nhưng mà anh đã chọn lựa sao cho nó lâu dài. Muốn lâu dài thì thân của mình phải vững, cảm thọ của mình phải vững, tâm tư của mình phải vững, lý tưởng của mình phải vững. Đó, bây giờ làm sao biết được là mình vững? Bởi vì muốn yêu một ai mà có cái mối quan hệ nó vững thì tự thân mình phải vững. Nhưng con, mình không vững mình đi nương tựa người khác, giống như là mình mượn cái nạn của họ mình đi hoài, họ sẽ giật cái nạn lại thì mình té. Là mình xin hoài mà họ không có, họ cho thì mình nói họ phản bội. Mà họ cho hoài mà họ nói mình không cho lại thì mình họ nói mình vô ơn. Thì đi xin cảm xúc đó, tại sao anh không hiểu tôi, tại sao em hiểu tôi. Đi yêu tức là muốn người khác nhận ra mình và mình cũng được nhận ra, cho nên mình hạnh phúc. Có cái người mà nhận cái thứ mình cho, mình hạnh phúc không? Hạnh phúc. Mình được nhận ra ít nhất là một người trên đời thôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không có ai rảnh đó ngồi đó mà làm hoài cái việc nhận ra đó cho mình cả cuộc đời, không? Không có ai trên đời này mà dù có dễ thương cỡ nào mà 24 tiếng đồng hồ họ làm cho mình hài lòng 100% hết, bảo đảm luôn. Và mình biết mình cũng chưa làm hài lòng ai 24 tiếng đồng hồ 100% hết. Cho nên tự thân mình phải vững vàng, tự thân mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cái thân tâm này, tự thân mình phải đi trên đôi chân của mình mà không vấp ngã nghiêng ngửa, tự thân mình phải lái cái xe cuộc đời của mình trước. Làm sao mình biết được mình vững vàng? Như thế này này, có những dấu hiệu nhé. Tức là mình mới lớn lên, thay vì mình vội yêu một người, tức là mình hơi vô ơn rồi đấy. Bởi vì ai tạo ra cái thân mới lớn lên đó? Cha mẹ. Như vậy coi thử một người trưởng thành có biết quay lại báo ơn hay không. Nếu một người sống trong cái sự tri ân, người đó nhất định sẽ gặp được một người mà họ biết cái người kia sống có tri ân hay không, họ mới dám gần gũi và yêu đương đấy. Hiểu chỗ này chứ? Cho nên khi vừa lớn lên, thay vì ta vội yêu một người thì ta nghĩ tới cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ. Cái người mới lớn mà lúc nào cũng tâm tư họ nghĩ tới cha mẹ và báo hiếu, cố gắng học hành, cố gắng sống tốt để làm sao tri ân báo hiếu giúp đỡ cha mẹ, người đó người tốt. Và nhất định họ sẽ gặp được một cái mối quan hệ tốt với người thương của họ, bởi vì họ biết thế nào là một người tốt, bởi vì họ sống tốt như vậy á. Tức là những cái mối quan hệ của mình khi mình vừa mới lớn á, là mình có cái lòng tri ân với những người lớn. Cái thứ hai là mình sống với cái thân của mình nè, rất đơn giản chứ không có quá xe xua màu mè cải lương với cái vật chất bên ngoài, chạy theo xã hội, bận bộ đồ đó, mua cho được đôi dép đó, muốn cho được cái điện thoại đó. Tức là mình cần quá nhiều những cái vật chất để mình nương tựa. Thì mình thấy nè, quá nhiều thứ. Thứ nhất là cha mẹ mình có, người thương mình có mà mình vẫn không hạnh phúc, mình đi tìm một cái khác mình nương tựa, thì cái mối quan hệ của mình lung lay liền nếu mà mình gặp được một người thương. Cái thứ hai, mình mới lớn lên, mình chưa có phải quá nhiều bận bịu về công việc, quá nhiều lo toan về sự sống. Mình có nhiều thời gian cho mình không? Dễ mà mình không tự vui được, mà mình phải đi kiếm niềm vui bên ngoài bằng cái đôi dép, bằng cái bộ đồ, bằng cái kiểu tóc, bằng cái kiểu ăn này, ăn chỗ kia, bạn bè này, chỗ nọ, đủ thứ nương tựa bên ngoài. Rõ ràng là mình đi nương tựa, mình đi cầu xin, tự thân mình đi nương tựa cầu xin bên vật chất nhiều và mối quan hệ mới nhiều, mình yếu đuối đấy. À, dấu hiệu đó, biết rằng khi mình bước tới một cuộc tình, mình sẽ tan vỡ rất sớm bởi vì mình có thói quen nương tựa.
van xin hãy cho tôi, hãy cho tôi, hãy cho tôi. Hiểu thế này chứ? Mình hiểu được cái cách vận hành của cái con người của mình và cái người mà mình thương là ai, để mình biết chuẩn bị mình thương ai, mình thương cái nhân cách, cái lối sống gì ấy. Nếu không mình không biết, mình cứ tưởng đó là tình yêu chân thật. Thứ nhất thầy nói nha, cái thân này bớt nương tựa vật chất bên ngoài, nương tựa từ cái việc ăn uống, ăn mặc, ở nghỉ. Dĩ nhiên mình phải có cái đẹp, cái xã hội nó yêu cầu, nhưng mà không có phải cần như vậy mới được. Lúc nào cũng cái mặt phải đầy son phấn mới được. Lúc mà mặt mọc cái ra đường cảm thấy nó khó chịu là bắt đầu nương tựa và dính mắt. Rồi quay về đi nhé, hãy cẩn thận chỗ đó. Nếu không, yêu một người sẽ rất khổ. Bớt bớt lại. Đó là cái thân xác. Thứ hai nữa là cái mối quan hệ của mình. Bình thường mình coi thử với cái người lớn tuổi mình có tri ân với họ không, và những cái mối quan hệ mình đã có đó, nó có dễ dàng cho người ta tiến tới mình và người ta thấy bình yên nhẹ nhàng hay không, hay là ai xung quanh mình cũng khó chịu hết trơn. Khi mà ai xung quanh cũng khó chịu khi tiến đến với mình đó, là khi mình có một mối tình trước sau gì mình cũng tan vỡ. Bởi vì để nuôi lớn một cuộc tình đó, nó cần rất nhiều sự vững vàng, nhiều skill, kỹ năng, cái thời gian, cái tâm huyết, cái sự sống của mình có thì mình mới đổ vô cái mối quan hệ đó được. Bằng không, những cái mối quan hệ bình thường nó lai rai rai mà mình, mà người ta khó tiến tới mình, làm sao mình có thể nuôi được một mối tình mà mình không biết gì về họ chứ. Cha có mẹ, cha mẹ mình biết rõ ràng về họ đó, mình sống còn không nổi. Huống hồ gì một người mà mình không biết gì về họ hết, làm sao mình sống với họ lâu dài đây. Hiểu chỗ này chứ? Đó, hai cái. Thân xác và những mối quan hệ. Cái thứ ba nữa là cảm xúc của mình. Nếu mà mình buồn lấy một chút mà mình cứ lấy điện thoại ra mình lướt danh bạ, mình lướt Facebook, mình lướt Zalo, mình lướt web hoài như vậy là biết con người mình nội tại rất là cô đơn. Khi cô đơn thì mình hay nghĩ tới cái đối tượng, một là món ăn, hai là cuộc đi chơi, ba là phim ảnh, bốn là nhiều khi tối muốn bỏ đi thật xa thăm quán, kiếm chỗ này chỗ kia, kiếm đủ thứ bên ngoài, vô quán bar, đủ thứ chuyện để mà giải quyết cái nỗi buồn. Tự thân mình không giải quyết được nỗi buồn, cảm xúc của mình, thì mình sẽ mướn một cái gì đó bên ngoài. Mình mướn thì mình phải trả vốn lẫn lời gấp đôi. Cho nên khi cô đơn mà đi yêu, con rất là dễ tan vỡ, và khi tan vỡ con còn cô đơn gấp hai lần. Hiểu cái này chứ? Vậy là cô đơn nên đi yêu hay cô đơn không nên đi yêu? Người ta nói cô đơn nên đi yêu tốt hơn là một mình cô đơn, nhưng mà cô đơn đừng có nên đi yêu. Bởi vì yêu một lần cô đơn nó mặn mà hơn cái nỗi cô đơn sau khi người ta bỏ mình. Bởi vì thà cô đơn một mình còn hơn là cô đơn với hai người. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hất hiu, hai người vui biết bao nhiêu, hai người cái vui bao nhiêu thì này. Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn, anh ngồi anh đứng nhìn một mình, anh cảnh vật mênh mông bao la, anh hạnh phúc vô cùng. Nhưng tự động có hai người mà ở đó, một người anh yêu không đáp trả lại cảm xúc của anh, anh cảm thấy anh buồn hiu đứng nhìn, cả một thế giới mất tiêu mất tiêu. Như vậy cô đơn một mình nó dễ chịu hơn là cô đơn với hai mình. Cái cảm xúc của mình không tự xử lý được, mình sẽ biến cái người mình thương thành cái hố rác để mình vứt cảm xúc của mình vào. Họ sẽ không chịu nổi nữa nha, mới yêu thương nhau họ chấp nhận đó, nhưng mà nhiều hoài mình biểu họ giải thích hoài, mình biểu họ phải hiểu mình hoài, họ chịu không nổi. Bởi vì họ cũng giống như mình thôi, họ không tự xử lý được cảm xúc của họ thì mình đừng có mong mà họ giúp mình xử lý cảm xúc của mình, ve vuốt hoài, yêu thương hoài, hiểu nhau hoài. Khó lắm mới nhau thì được, nên hiểu được đó. Cho nên tự thân mình mỗi lần mình buồn mình có cách xử lý nó không? Mỗi lần mình nhớ, mỗi lần mình thương, mỗi cái cầm điện thoại lên cái gọi đi chơi, làm cái này làm cái kia, bị họ đáp ứng cái này cái kia không, đó là dấu hiệu của cái sự yếu đuối trong tâm của mình đấy, những bạn trẻ nhé. Việc của mình là mỗi lần cái cảm xúc nó nổi lên, quay về đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dùng gì? Dùng cảm xúc đó vứt ra bên ngoài ấy. Hãy coi thử cảm xúc này nó thật hay không, mình không có gãi thử nó hết ngứa hay không, tức là cái cảm xúc đó mình không có gọi điện mình tâm sự thử nó hết hay không. Chứ lúc nào nó buồn mình cũng nghĩ là đi kiếm bạn, kiếm đồ ăn, kiếm chỗ này chỗ kia, kiếm việc gì đó làm. Hãy một lần thử trong đời ngồi yên tĩnh và nhìn lại em, nhìn chính cái tâm tư, cái nỗi buồn quá cố ấy, hãy thấu hiểu nó, rồi một lần ta sẽ vững vàng lên. Thứ nữa là cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ của mình nó lúc nào nó cũng chạy vần vần, giống như là mây trên trời vậy đó. Trên trời không có lúc nào cũng có mây hết, mây ít hoặc là mây nhiều, nhưng mà mỗi lần may nó xuất hiện thì mình nghĩ nó là mình. Mỗi lần cái tâm tư mình nó xuất hiện một cái ý kiến, một cái trải nghiệm hay một cái suy nghĩ gì đó, lập tức nó đồng hóa, nó chui vào đó, nó nghĩ nó là mình. Cái chỗ này hơi khó, nhưng mà tuổi trẻ tụi con biết. Mỗi lần lớn lên, mới lớn lên, suy tư của mình nó ở trong tâm của mình á, lập tức mình hãy nhận biết ra nó chỉ là một suy nghĩ thôi nha. Không có suy nghĩ nào tích cực hay suy nghĩ nào tiêu cực hết. Nó chỉ là đám mây thôi, và mây tốt hay mây xấu, mây đẹp hay là mây dữ tợn, chỉ là mây. Và cuối cùng
nó vẫn tan đi. May nó để ra cho mình thấy, tức là mình phải vững vàng ở trong cái tâm tư của mình ấy. Nếu mình không vững vàng trong tâm tư của mình á, mình sẽ biểu họ đi hiểu hoài cái tâm tư của mình. Tại sao anh hiểu tôi? Nếu mà anh ta biết trả lời, anh ta sẽ nói là tại vì em hiểu em. Em hiểu em thì sao anh hiểu em rồi. Hiểu chuyện này chứ. Cho nên mình phải thường xuyên nhìn cái tâm tư của mình, nhìn cái những cái đám mây suy nghĩ trong đầu mình. Mình phải thấy nó và mình bước được khỏi nó. Nếu mình không bước được khỏi nó, khi mình thương một người, cái người thương của mình họ cực lắm. Họ đi giải thích hoài những cái thứ mà trong đầu mình, bản thân mình không hiểu. Nhiều lúc mình thích cái này, nhiều lúc mình nghĩ tới cái kia, nhiều lúc mình nhớ tới cái nọ, mình không hiểu được mình. Phải vậy không những bạn trẻ nè? Nhiều lúc tụi con không hiểu được con đúng không nè? Nhiều lắm. Xuân Diệu cũng vậy mà. Xuân Diệu nói là sao? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn. Đâu Xuân Diệu mà nói vậy thôi chứ. Tức là một nhà thơ lớn, ông buồn mà ông không hiểu ông buồn. Chúng ta hiểu chúng ta buồn không? Mà chúng ta không hiểu chúng ta là bởi vì chúng ta không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái thân và của cái tâm này. Vậy cái cuối cùng mà thầy muốn chia sẻ ngắn gọn với đại chúng, quý bạn trẻ rằng cái thứ năm là mình phải có cái lý tưởng sống. Phải có cái lý tưởng sống nha con. Bằng không á, một là những mối quan hệ, hai là vật chất, ba là cái ngũ dục ăn uống tình tiền, mình cứ nghĩ đó là mục đích của cuộc đời này, mình sẽ tan vỡ, mình sẽ vỡ mộng rất nhiều. Vì nếu mà mình đến với nhau qua những thứ đó, mình sẽ bóc lột nhau, khiến cho nhau thỏa mãn cái mong muốn của mình. Không ai làm được điều đó. Cha mình không làm cho mình hài lòng 100%, mẹ mình chưa từng làm cho mình hài lòng 100%, thì đố một người nào trên đời này thương một cách không điều kiện giống như cha mẹ mình mà có thể làm cho mình hài lòng 100%. Nhớ như vậy. Cho nên để mà mình gặp được một người, để thương yêu họ mà có được một cái mối quan hệ thương yêu vững vàng, bền lâu, đáng quý và có ý nghĩa, thì buộc con người của mình sống trong mỗi phút giây phải vững vàng, phải biết trân quý, phải tự trong con người mình trở nên tình yêu, chứ đừng có đi kiếm yêu thương. Yêu thương nó không có tội. Có tội đây là con người không biết yêu ấy. Bây giờ chúng ta này có từng thấy mùa xuân không? Mùa xuân làm sao chúng ta biết đó là mùa xuân? Hoa nữa. Vậy xuân từ trong cây, nhựa sống tràn trề và biểu hiện thành hoa. Làm sao cây có xuân? Cây phải cắm sâu xuống rễ, rễ phải cắm sâu xuống đất, và trong đất đã có xuân. Nước, hơi ấm, không khí làm nên xuân, và xuân đó biểu hiện thành cây, và cây đó hiện thành hoa. Vậy hoa nó chỉ là biểu hiện của một tiến trình xuân, từ nước, từ không khí, từ đất lên cây và hoa. Nếu không nấu đủ ngày trăn trở, đừng hỏi tình yêu đã chín chưa. Quý vị biết, chúng ta biết điều này nhé. Mới lớn lên, đừng có nghĩ đó là tình yêu có thật, đừng có nghĩ đó là tình yêu sát đánh, đừng nghĩ là anh quen em chắc là ba kiếp trước rồi cho nên bây giờ anh phải ở với em. No, ta ở với em là bởi vì ta muốn chia sẻ hạnh phúc của ta đã có rồi. Nếu như mà ở nhau ba kiếp trước, tới đây chắc đòi nợ chắc luôn, chắc không phải tới để mà yêu thương nhau. Hiểu chưa? Cho nên mình đừng bồng bột như vậy. Vậy đây nè, việc của mình là hãy sắp xếp cái thân này làm sao đó, hãy sắp xếp cái cảm thọ này làm sao đó, hãy sắp xếp cái tâm tư của mình làm sao đó, hãy sắp xếp những mối quan hệ và cuộc sống riêng tư của mình sao đó, để cho xuân tình yêu trong lòng nó nở. Và việc của mình là đi ra ngoài kia chia sẻ cho những ai có nhân duyên với mình. Chứ nếu không, hãy cho tôi nụ cười người ơi nữa đi hát đi nha. Vậy muốn có một tình yêu đẹp, mình phải đẹp. Muốn có một tình yêu vững, trước mình phải vững. Tình yêu chưa bao giờ không đẹp, tình yêu chưa bao giờ không vững. Chỉ có người yêu đi khập khiễng và đi xin tình yêu. Chỉ có người yêu, chỉ có người mà không biết yêu chưa có đẹp đó mới đi làm cho cái tình yêu nó xấu qua con người của họ. Có người xấu làm việc tốt thành cái việc xấu, có người tốt làm việc xấu thành cái việc tốt. À, nghe kịp không? Rồi, A Di Đà Phật, thầy cảm ơn.